Bình vị Thái Minh đã được nghiên cứu hiệu quả cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh nay đã có dạng gọ 80 viên, tiết kiệm lên đến 85.000 đồng so với hộp 20 viên. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng bộ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị trong sáng nay, ngày 29 tháng 10, đã truy đuổi hơn 25 km trên quốc lộ 9 để chặn bắt xe chở hàng cấm trị giá hàng trăm triệu đồng. Theo đó, vào lúc 3 giờ cùng ngày, phòng phòng chống tội phạm và ma túy biên phòng Quảng Trị phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn di chuyển trên quốc lộ 9 đoạn qua xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà điều khiển xe chạy về phía thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Phòng phòng chống tội phạm và ma túy tổ chức truy đuổi, thông báo cho công an huyện Đắk Rông phối hợp chặn bắt. Lực lượng chức năng truy đuổi khoảng 25 km, đến km 42 trên quốc lộ 9 thì chặn bắt được phương tiện nói trên. Qua kiểm tra, các lực lượng phát hiện trên xe có hàng cấm gồm 3.000 gói thuốc lá hiệu chết, hàng lậu gồm 250 kg bột ngọt và 3.000 kg đường kính trắng. Toàn bộ lô hàng trị giá hơn 100 triệu đồng. Lái xe Võ Biên Cương, 23 tuổi, trú tại Tân Long, Hướng Hóa, không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến số hàng hóa nói trên.